Thưa bà, kìa, anh là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàn gió tuyết trở về đấy. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ, thì mới hay tin người con gái ấy đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Buồn bã rồi một chiều nào bà có dừng chân bên quán lạ, thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trình. Tôi đã ra đây là trách nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Nếu một khúc cây nào bà còn chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông đã ra đi và bỏ lại cho lắm những niềm trong lành. Bà ơi, chỉ như tôi với bà cùng chung lời hẹn, thì buổi chia xa giấc mơ xưa không còn gì nữa. Khi rượu tân hôn đang nồng nặc kia loan vòng bình yên khoác áo theo chồng, bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Và hôm nay tôi đến đây là để chúc tụng cho bà trên hôn lễ được vô vàn hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì ước ao đêm gặp gỡ, cho dầm trời gian không bỡ ngỡ sông hồ. Tâm ca, anh đã cố gắng những gì sai để cho bà được bình yên lên kiểu kia. Không, đó là quyết định của sư mẫu em, làm sao em cãi lời người được. Thôi bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành vợ của người ta. Còn tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề hạnh phúc, và có cái thương chi cũng đành xa biệt. Mộng mỹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa canh sương. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi bước, chẳng có quan hà một sáng muộn. Dừng chân bên thềm có là để lắng nghe chim buồn rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà bình yên trong cuộc sống bên chồng và những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định, bụi sông hồn che vùi lắm bước chân quang. Vừa rồi là trích đoạn Máu nhuộm sơn chùa của soạn giả Yên Lan, Lâm Phương trình bày cùng nghệ sĩ Phương Hồng Điệp.